Đinh Trọng vừa tự thưởng cho mình một món quà đặc biệt, đó chính là chiếc ô tô Hyundai Santa Fe Premium 2021. Chiếc xe của cầu thủ Hà Nội thuộc phiên bản cao cấp nhất của thương hiệu Hàn Quốc, có giá niêm yết khoảng 1,3 tỷ đồng. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng sở hữu một chiếc xe tương tự màu xanh. Đáng chú ý, Đinh Trọng dù người bạn chung phòng ở câu lạc bộ Hà Nội là Trần Văn Kiên cùng mua mẫu xe này. Hai cầu thủ diện trang phục màu trắng đứng cạnh hai chiếc xe trắng trông rất hợp tông. Đinh Trọng đã có ý định mua xe từ lâu, nhưng đến thời điểm này khi mẫu xe mới vừa ra mắt được vài tháng, anh mới quyết định dinh về nhà. Trong ngày nhận xe, Trọng đưa bố, em trai của bạn gái Trang Heo tới dự. Hy vọng chiếc xe mới sẽ giúp các cầu thủ đi lại từ câu lạc bộ về nhà thuận tiện hơn.